Hello, xin chào tất cả các bạn có mặt khắp nơi trên thế giới. Hôm nay Trần Canh chia sẻ cách trồng cây đinh lăng lá nhỏ làm bonsai cực đẹp. Mời cả nhà và các bạn đón xem. Xin mời. Thưa cả nhà và các bạn, đây là những cây đinh lăng lá nhỏ Trần Canh đã trồng trong cái ú này. Sau khi chúng ta trồng trong cái ú này, chúng ta cắt và nuôi củ ở trong này, trong cái ú này. Để sau khi nó lớn lên thì nó sẽ có một cái củ trong cái ú này theo ý muốn của mình luôn. Đó là cách của Trần Canh trồng cây đinh lăng lá nhỏ trong những cái ú này để làm bonsai cho cả nhà và các bạn xem. Đó, các bạn thấy không? Đây, toàn bộ là Trần Canh đã trồng là được 6 tháng trong cái ú này rồi. Sau khi nó trưởng thành thì cây cực kỳ đẹp luôn. Đó, các bạn xem. Rất chi là đặc biệt luôn. Đây nữa đó các bạn. Đó, Trần Canh đã trồng những trong cái ú này. Những cây này nó gần thành bonsai, chúng ta sau khi lấy ra thì nó theo ý của mình luôn các bạn. À, các bạn thấy không? Bộ đớ nó trong này rất là đẹp luôn. Đây, các bạn thấy nè. À, rất là đặc biệt. Và các bạn đặc biệt hơn nữa thì các bạn hãy xem sau khi Trần Canh trồng xong, Trần Canh làm bonsai này các bạn. Đây, à, các bạn thấy không, sau khi được vài năm chúng ta lấy ra chúng ta làm như thế này. Đây, một tác phẩm bonsai cực kỳ hấp dẫn luôn, thấy không, rất chi là hấp dẫn luôn. Này các bạn ơi, rất đặc biệt luôn. Là cách của Trần Canh trồng cây đinh lăng lá nhỏ làm bonsai cực đẹp cho cả nhà và các bạn cùng xem. À, một tác phẩm rất là hoàn hảo luôn. Đây, đó là toàn bộ những cây đinh lăng lá nhỏ này, tuổi đời rất là cao nha các bạn. Những cây này là trên 5 năm rồi các bạn. Trên 5 năm. Xem. Rất chi là hấp dẫn luôn. Mời cả nhà và các bạn cùng xem tiếp những cây này. Cái này Trần Canh cũng trồng trồng những cái ú này luôn. Cây này cũng rất là đặc biệt nè các bạn. Đây các bạn xem này. Cây này lên nua. Quá là hấp dẫn luôn. Đây, các bạn thấy không? Nó đang sức sống nó rất là mãnh liệt luôn. Lên nua cục cục hết. Cái này tuổi thọ cũng rất là cao nha các bạn. Tại phải 7 năm mà. Phẩm này cũng rất là hấp dẫn luôn.
mời cả nhà và các bạn xem tiếp những cây đinh lăng của Trần Canh đã trồng làm bonsai như thế nào. Đây các bạn, rất là nhiều luôn. Đó là những cái chậu trên này Trần Canh cũng trồng đã được 6 tháng rồi, chuẩn bị làm bonsai những cái chậu này các bạn. Đây, các bạn thấy không? Rất đẹp luôn. Những chậu này rất là đẹp luôn. Đây là kiệu luôn các bạn, đây cổ thụ luôn rồi. Ý, các bạn thấy không, bộ rễ đó, bộ rễ đó rất là hoàn hảo luôn. Hôm nay là trời mưa, cố gắng là làm những video cho các bạn xem. Đây, những cây đây này tuổi thọ cũng cao các bạn. Ui, các bạn xem không? Rất là đẹp luôn, rất hấp dẫn luôn, đúng không? Quá chi là hấp dẫn luôn. Có nhiều cây đinh lăng lá nhỏ mình làm bonsai rất là đẹp nha các bạn. Và đặc biệt là những cây đinh lăng lá nhỏ này rất chi là phong thủy các bạn ơi. Các bạn nào mà cứ trồng cây đinh lăng lá nhỏ thì các bạn có một cái sức khỏe dồi dào luôn. Nhà bạn nào mà chưa trồng cây đinh lăng lá nhỏ thì cố gắng nghiên cứu sưu tầm trồng nhiều như Trần Canh này. Ở mình thứ nhất mình làm bonsai mình chơi, thứ hai nó là phong thủy cực kỳ là hấp dẫn nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Nói chung cây nào nó cũng hấp dẫn, cây nào cũng đẹp các bạn. Những cây này rất là lâu năm nha các bạn, mà đặc biệt là nó là siêu nứt cây con. Đây chẳng hạn như cây đây các bạn, nứt cây con quá đời luôn. Cái cây nào nứt cây con là cây đấy phong thủy cao nha các bạn, rất là đẹp luôn. Trần Canh rất thích những cây này, nó vừa có sức khỏe cho chúng ta
và nó vừa lợi, nó không tốn diện tích nữa, rất là đẹp luôn. Các bạn thấy nội dung này hay thì hãy like và đăng ký kênh Trần Canh Optical để cho Trần Canh có thêm động lực làm nhiều video cho cả nhà và các bạn xem. Rất là đẹp. Đây là những hàng mini Trần Canh trồng cũng nhiều rồi các bạn. Đang xem. À, những cây mini rất là đẹp luôn. Cảm ơn cả nhà và các bạn đã theo dõi hết video của Trần Canh Optical. Để cho ngày một mình phát triển thì mình liên tục trồng rất là nhiều cây đinh lăng để làm bonsai như thế này. Hai các bạn xem. Rất là đẹp luôn. Xin hẹn gặp lại cả nhà và các bạn trong những video kế tiếp. Xin bye bye.